Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính đại đức Vô Lượng Thọ Hạ Sinh Lạc Tôn Phật, Hoàn Thiên Hậu Thủ Chư Vị Tôn Thần, ngài cụ Niên Đương Cai Hành Khiển, Đương Niên Thiên Quan. Giữa từ năm cũ là năm Kỷ Hợi, giữa năm mới là năm Canh Tí. Các ngài Ngũ Phung, Ngũ Tổ, Long Mạch, Táo Quân, Chư Vị Tôn Thần, này là quốc gia thừa, sang năm 2020 năm Canh Tí. Con là Hoàng Thanh Thủy, sinh Canh Tết, một đại sứ nhà 46, mất 56, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Quốc theo giao thừa vừa tới năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng thanh tân, nay ngài thầy thuế tôn thần, trên dâng lệnh thượng để giám sát vạn dân dưới bảo hộ sinh linh, tào trừ yêu nghiệt, quan cũ về triều để khuyết, lưu phúc, lưu ân, con mới xuống thay, thế đức hiếu sinh, ban lai tiếp lộc, nhân buổi xuân tân. Nhưng buổi tân xuân kính chủ con lòng thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật nghi lễ cung trần dâng lên trước án cúng dâng Phật thánh dâng hiến tôn thần đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh chúng con kính mời ngài cựu niên đương ca ngài tân niên đương ca thái tuế trí đức tôn thần ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương ngài bản xứ thần linh thổ địa phúc đức chính thần các ngài ngũ phương ngũ thổ long mạch tài thần các bản gia táo quân và chư vị thần linh cai quản trong xứ này cúng xin giáng lâm trước án tụ hưởng lễ vật nguyện cho tín chủ minh niên khang thái chú dạ các tường thời thời được chữ bình an gia đạo hưng long thịnh vượng sẽ tấn lòng thành cúi xin chứng giám cẩn cáo con xin trời Phật hãy chứng tâm lòng thành của con và mong trời Phật hãy phù hộ độ trì con hoàn thành thủy sinh thanh tốt một cái số nhà 46 ngõ 192 Trần Tấn phường Khương Mai quận Thanh Xuân Hà Nội để chúng con là hết lòng bình an may mắn và đón chào một năm mới gặp nhiều may mắn thuận lợi cho sức khỏe công việc kinh doanh công việc và mọi việc sự hay công của hai con trai còn vẫn đồng hành sinh năm kỷ tỵ với hoàng hoàng sơn giáp tuất và bản thân con là hoàng tên thủy sinh năm canh tuất của mẹ con anh trai anh dâu các cháu khỏe mạnh bình an và nhiều điều may mắn thuận lợi cầu được ước thấy trong năm 2020 năm canh tí con xin được lần biết ơn cảm tạ nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật